chị kính mến, chào các bạn hữu thân thương, chào cô Minh Châu, chào các con yêu quý. Để trở lại với kênh, hôm nay Minh Châu mời cả nhà và các con theo chân Minh Châu đi ngắm lễ hội ánh sáng trang trí rất lộng lẫy và hoành tráng dưới ánh đèn LED. Lễ hội ánh sáng được diễn ra ở nước Nhật vào mùa đông, thường bắt đầu từ tháng 11 kéo dài sang tháng 1, có thể đến tháng 4. Lễ hội thu hút mọi người bởi sự hoành tráng rực rỡ với những màn trình diễn ánh sáng lung linh đẹp mê hồn. Đó thực sự là những tiết mục ánh sáng sinh động. Mời cả nhà và các con cùng theo chân Minh Châu để ngắm và lưu lại những khoảnh khắc lung linh lãng mạn này. Lễ hội này đã được Minh Châu ghi lại từ The Beautiful Land, Tokyo. Mời cả nhà cùng ngắm với Minh Châu nhé.